Rồi xin chào các bạn nhé. Mình đang ở đèo Đại Ninh và ở điểm dừng chân Như Anh. Thì ở đây có một cái chỗ view cà phê rất là đẹp. Đó, để mình quay view cà phê. Thì mình quay rồi mình đi ngược lại cái chỗ cà phê này. Rồi trên cao mây xanh nhìn rất là đã. Đó. Thì đây là đường nối giữa Bình Thuận và Đà Lạt nhé. Đây hai hai anh già chúng tìm. Đây chỗ làm việc của mình. Hy vọng là nó sẽ không sập. Bên kia cũng có một cái quán cà phê. Rồi, xin chào các bạn nhé. Mình đang ở giữa đèo Đại Ninh. Thì mình dừng lại để video nên mình test thử cái tốc độ mạng 3G Viettel, 4G Viettel mình sẽ phát ra từ cái điện thoại của mình. Thì bây giờ mình vô thử này. Thì bính nó hơi chậm nhé, bính tới 39. Nhưng mà tốc độ thì rất là bất ngờ. Còn nhanh hơn ở Sài Gòn nữa. 47 MB này. Đó, download là 46 MB. Và upload là 21 MB. Và đây là giữa đeo nhé, không có wifi nhé. Mạng này là mạng do Viettel 4G phát ra. Rồi.